Vâng, xin kính chào tất cả các bác cùng tất cả anh chị em. Kính chúc tất cả các bác anh chị em luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hôm nay em xin được phép được gửi đến tất cả các bác anh chị em buổi xả kho, nghỉ bán cuối năm để các bác có thể là lựa chọn cho mình những cái sản phẩm phụ kiện xe đạp và nhiều những cái sản phẩm khác chất lượng, giá cực kỳ là ưu đãi và rẻ để các bác có thể đón Tết cho nó vui vẻ. Vâng, xả kho cuối năm, xả tận gốc lỗ luôn để các bác có thể là chọn lựa cho mình những sản phẩm yêu thích và cực kỳ là ngon các bác nhé. Trước tiên là xả cho các bác các cái sản phẩm về bộ tăng đơ cắt tóc này. Bộ tăng đơ cắt tóc gồm có các cái sản phẩm bộ tăng đơ này. Đấy. Tăng đơ đầy đủ hết này, cả cạo râu này, cắt tóc tăng đơ cắt tóc này và các cái phần phụ kiện đi kèm đây. Một bộ tăng đơ cắt tóc xả kho cho các bác với giá là 380k. Giảm giá xả kho 380k một bộ đầy đủ này. Quá ngon. Vâng. Bộ này là bộ cực kỳ là ngon, chạy bằng pin, sạc pin. Sạc pin USB chỉ có 380k. Các bác sử dụng nhiều năm. Thứ hai, tiếp theo là xả kho cho các bác chiếc máy sưởi của Đức. Vâng, lỗ em cũng vẫn xả nhá. Sản xuất tại Đức, máy quạt sưởi ấm của Đức. Cái này thì cực kỳ là ngon. Cái này các bác sẽ dùng khoảng tầm 3 năm chưa vẫn chạy tốt, 3 đến 5 năm vẫn chạy tốt. Xả kho cho các bác với giá là 280k, 280k một chiếc nhá. Túi phụ kiện xe đạp. Túi phụ kiện xe đạp 3 ngăn. 1, 2, 3. Xả kho luôn cho các bác. Túi này các bác dùng khoảng tầm 4-5 năm. Xả kho cho các bác với giá là 200k. 200k. Bọc yên gian tê. Vâng. Bọc yên gian tê, đệm yên gian tê xả kho cho các bác với giá xả kho là 60k. Bọc yên gian tê. Găng tay Đức, vâng, găng tay Đức. Găng tay Đức xả kho luôn cho các bác này. Găng tay Đức xả kho cho các bác với giá là 155k một đôi. 155k một đôi, xả kho nghỉ bán luôn các bác nhá. 155k một đôi. Keo Mỹ này, keo dán Mỹ. Vâng, lọ to, xả kho cho các bác luôn keo dán Mỹ. 40k một lọ. 40k một lọ. Má phanh, vâng. Má phanh rat, má phanh đua, ốc ngắn. Ốc ngắn các bác nhá. 100k một một cặp này. 100k một cặp. Hai cặp 200k. Cả trước cả sau là hai cặp 200k. Tiếp theo này, kính Đức. Vâng, xả kho luôn kính Đức nhá. Kính Đức này. Kính Đức này, kính Đức xịn này, một hộp này, ba mặt kính thay này. Chống tia UV này. Rồi là kính ban đêm để đổi màu này. Kính Đức nha các bác nhá, xả kho luôn cho các bác. Kính Đức. Xả kho. Kính Đức này. 350k. Vâng. 350k kính Đức xả kho lỗ luôn. Các bác nhá, xả kho lỗ luôn. Tất cả mọi sản phẩm hôm nay đều xả kho lỗ luôn. 350k kính Đức. Có hai màu, một màu xanh này. Màu xanh này. Là một màu đen, màu đen gương này. Đấy. Các bác nhá. 350k. Găng tay. Vâng, găng tay xả kho luôn cho các bác loại xịn này. Găng tay này, có ấy này. Có màu đen, đen này, xanh tím này. Đen xanh tím. 95k. Bình nước, vâng, bình nước inox Nhật này. Cái này thì các bác sử dụng cái bình nước inox 304 này. Khi các bác sử dụng vào mùa hè nhá các bác nhá. Mùa hè nhá. Nó không bị ra cái mùi nhựa, nó nắng 40 50 độ nó không sợ phải mùi nhựa các thứ đâu. Các bác sử dụng cái bình nước inox này. Đấy, bình inox Nhật này các bác ơi. 150k bình inox nào.
bình inox vàng Nhật đây, đúng ở đây 150k. Vâng, thôi xả lỗ luôn nhé các anh nhá. Xả lỗ luôn 100k. 100k xả lỗ luôn. Lỗ tận gốc luôn, lỗ tận gốc luôn. Lỗ hết tiền luôn các bác nhá. Vâng, xả lỗ luôn. Một bình inox 304 xả lỗ 100k. Camera Nhật, vâng, camera Nhật. Camera mini Nhật theo xe này. Gắn mọi lúc mọi nơi này. Đấy. 250k tặng thẻ nhớ 64GB. Vâng, camera Nhật. Các bác nhá. Bơm này, bơm Đức này, bơm này. Bơm Đức thanh lý luôn này, xả kho luôn này. Xả kho nghỉ bán luôn này. 100k. Các bác nhá. Bơm xả kho 100k. Có hai đầu van bơm. Xả kho luôn cho các bác 100k luôn. Xả kho luôn các bác nhá. Mỡ này, rồi mỡ bôi này, 40k. Mỡ bôi, một lọ mỡ bôi 40k. Dầu tra xích loại xịn này 55k. Dầu tra xích, dưỡng xích 55k. Dầu rửa 50k. Một chai to, dầu rửa 50k các bác nhá. Chai to này, 50k. Bình xịt rỉ sét 70k. Bình xịt ngon nhất, xịn nhất 70k. Bộ vá lốp, vâng, bộ vá lốp 30k. Bộ vá lốp to này 30k. Bộ móc lốp 30 cái này, à 3 cái này. Bộ móc lốp 3 cái này 20k. 20k. Bộ vệ sinh xích lít này. Bộ vệ sinh xích lít này. Bộ vệ sinh xích lít đủ món này. Bộ này sẽ gửi đến tất cả các bác với giá là 50k. 50k một bộ nhá, quá rẻ luôn. Giá xả kho lỗ nhá. Hôm nay xả kho lỗ nhá. Xả kho lỗ nghỉ bán các bác nhá. Tiếp theo này. Tiếp theo gửi đến tất cả các bác này. Các cái sản phẩm tiếp theo này. Các sản phẩm về phụ tùng sửa xe này. Cái này là trục tháo giữa của Meyer này. Trục này là gửi đến tất cả các bác với giá là 40k. 40k. Tăng vành này 40k này. Vam tháo líp này. Đấy, vam tháo líp này 40k này. Tháo trục rỗng này. Cà lê tháo trục rỗng này. Cà lê tháo trục rỗng này 70k này. Vam tháo trục giữa líp này. Vam tháo trục giữa này. Vam tháo trục giữa này 60k. Cảo này. Cảo tháo líp này. Cảo tháo líp này. Cảo tháo líp này. Cảo tháo líp 90k. Kim tháo xích này. 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 50k. 50k. Tiếp theo này, tiếp theo gửi đến các bác này. Mũ bảo hiểm này. Vâng, xả kho luôn mũ bảo hiểm, nghỉ bán luôn. Xả kho mũ bảo hiểm các bác nhá. Đây các bác này. Xả kho mũ bảo hiểm. Mũ trắng này. Có đèn này. Mũ trắng có đèn này, 300k này. 300k nhá các bác nhá. 300k. Mũ xanh dương này. Loại cực kỳ là cao cấp và đẹp nhá. Mũ xanh dương này. Đấy, mũ từ Nhật về đấy, hàng Nhật về đấy. Hàng Nhật về hết đấy. Xả kho luôn các bác nhá. Xả kho như thay giá thanh lý luôn, xả kho luôn. Hàng thanh lý luôn. Nhật thanh lý luôn. 300k. 300k. Mũ xịn. Đau hết cả tay các bác ạ. Đau hết cả tay các bác nhá. 300k. Xăm. À lốp này, lốp Maxxis địa hình. Lốp 26 này. 26.195. Lốp 26 350k. 350k. Lốp Maxxis xịn nhá. Lốp 27.5. Lốp 27.5. 350k một cái. Kenda,
lốp Canada này. Canada này thì xả kho nhá, xả kho cho các bác với giá là Canada này. Đấy, Canada 700 x 23, 700 x 25 này. 450k một cặp. 450k một cặp. 450k một cặp. Tiếp theo này. Xả kho tiết cho các bác luôn nhá. Để các bác sử dụng này. Còn bác nào nhanh tay thì chọn cho mình những cái sản phẩm xả kho rẻ nhất nhá, thế giới nhá, hàng Nhật cực kỳ là cao nhá. Tiếp theo xả kho luôn mũ này. Các bác ơi, xả kho luôn mũ. Đây. Mũ xịn này, mũ Nhật xịn này, cái này phải cao cấp. Xả kho luôn cho các bác nhá. Mũ này là giá chuẩn là 1 triệu. Xả kho luôn cho các bác với giá là 500k. Vâng. Xả kho 500k, mũ xịn luôn. Mũ này chất lượng cực kỳ là đẳng cấp nhất thế giới của Nhật rồi. Màu xanh dương này. Màu trắng này. Màu trắng này. Đấy, màu trắng này, đẹp chưa? Rất đẹp nha các bác nhá. 500k nhá, xả kho luôn. Không còn gì để nói nữa. Vâng. Màu đen này. Màu đen này các bác ơi. Mũ màu đen này xả kho luôn 500k này. 1 triệu xuống còn 500k này. Giả chưa? Siêu siêu rẻ nhá. Số lượng còn rất ít các bác ạ. Số lượng còn rất ít. Đồng hồ tốc độ, vâng. Xả kho luôn đồng hồ tốc độ không dây. Đồng hồ tốc độ không dây. Định vị GPS hàng của Đức cao cấp. Vâng. Made in Germany. Sạc pin. Đồng hồ không dây, không cần phải dây dợ gì loằng ngoằng. Các bác sử dụng cho em cái đồng hồ này. Đồng hồ tốc độ nhá. Có giá gắn tại lên xe luôn các bác nhá. Xả kho luôn cho các bác đồng hồ tốc độ với giá là đồng hồ tốc độ không dây. Vâng, xả kho cho các bác với giá là 580k. 580k. Xả kho luôn cho các bác hết luôn. 580k. Đồng hồ tốc độ không dây, các bác chỉ cần đeo vào xe phát các bác chạy luôn, không cần phải dây dọ gì cả. Đồng hồ tốc độ định vị GPS tọa độ luôn các bác nhá. Đồng hồ không dây rẻ nhất thế giới rồi, ngon nhất thế giới và rẻ nhất thế giới rồi. 580k, có cả giá đỡ đi kèm các bác nhá. Tiếp theo này, chân trống. Vâng, chân trống xả kho, chân trống, chân trống nhôm xịn 100k. Vâng, 100k. Lỗ xả nhá các bác nhá, lỗ nhá. Vâng, chân trống nhôm kiểu ngắn. Vâng. 80k. Vâng, 80k. Chân trống nhôm 80k. Chắn bùn la lúa. Vâng, chắn bùn la lúa 30k. Chắn bùn la lúa phản quang 30k. Vâng, gương tròn 25k. Đèn xin nhan. Đèn xin nhan các bác ơi. Đèn xin nhan nhá. Đèn xin nhan xịn nhá. Đây, đèn xin nhan xịn nhá. Xả kho luôn cho các bác với giá là 180k. 180k. Cái này cần thiết lắm. Vâng, đèn xin nhan cần thiết lắm. Mỗi khi sang đường rất là cần thiết. Đèn xin nhan 180k. Túi cầu yên. Vâng, túi cầu yên 80k. Túi cầu yên 80k. Đấy, các bác lên mã luôn đi để em xả kho cho nó xong nhiệm vụ cuối năm. Chuông. Vâng, chuông 15k. Chuông hình tháp 15k. Xả kho xong nhiệm vụ cuối năm. Tay nắm. Vâng, tay nắm cao su. Tay nắm cao su này. Tay nắm cao su này. Tay nắm cao su 80k. Lục giác. Vâng, bộ lục giác các bác nhá, bộ lục giác. Bộ lục giác này 50k. Bộ lục giác 50k. Lỗ ông bán các bạn. Khi mà chán thì lỗ ông bán. Máy cạo râu. Đẹp chưa các bác ơi? Gọn gọn gàng, nhỏ gọn và rất đẹp các bác nhá. Các bác sạc pin vào nhá. Vâng.
các bác sạc pin vào. Thì các bác dùng cái này khoảng tầm 1 đến 2 năm thì các bác lại có hơn trăm mà. Dùng 1 đến 2 năm thì các bác hơn trăm bác thay đi. Vâng. Đây các bác tháo ra. Vâng. Tháo ra vô tư. Đấy. Rửa vô tư nhá, cho vào nước rửa vô tư. Các bác nhá, cái này là 3 lưỡi đấy các bác ơi. 3 lưỡi này, thoải mái các bác dùng. Sạch bong luôn. Hàng đẹp, cực kỳ là chuẩn xác, nhỏ gọn. Quá nhỏ. Nhỏ gọn. Vào túi. 150k, máy cạo râu cao cấp. Tiếp theo ạ, xả khoa tiếp theo cho các bác này. Đèn Nhật này. Đèn Nhật này. Đèn Nhật này. Đèn Nhật này, xả khoa lỗ đấy các bác ơi. Không có bán biết gì nữa đâu. Xả kho lỗ đèn Nhật này, đèn Nhật này. Dài này. 150k. Các bác nhá. 150k đèn 3 mắt này, 150k. Vâng. Có cả cái giá nữa thì 200k. Có cả giá là 200k. Là có cả giá bắt này là 200k. Vâng. Coi như tổng cả đèn cả giá là 200k đèn Nhật này. Nhật về đây, chữ Nhật này các bác này. Đây. Nhật đấy, chữ Nhật đấy. 200k. Tiếp theo này. Đồng hồ tốc độ 3 trong 1, 400k. Đồng hồ tốc độ 3 trong 1. Có cả đèn này, đấy. Có cả đèn cả đồng hồ đây các bác nhá. Đây các bác xem này. Đồng hồ này, đèn này, đồng hồ này, tốc độ này. Đấy, cái này là các bác gắn dây vào nó chạy thôi, đèn cực kỳ là ngon luôn. Đèn sáng xịn lắm. Đợi, 3 trong 1, 400k. Đấy, các bác ạ. Pedal đổi màu. Pedal đổi màu các bác nhá. Xả khoa luôn pedal đổi màu. Cao cấp, bạc đại. Cái này các bác dùng bền khoảng tầm rơi vào khoảng tầm 15-20 năm. Các bác thay. Pedal đổi màu đẹp này. Đấy. Xem là bao nhiêu tiền này. Xả khoa với giá 300k. 300k một đôi. Pedal cá này. Pedal cá này. Pedal cá này. Đấy, pedal cá xả kho cho các bác với giá là 400k một đôi. 400k một đôi, các bác nhá. Pedal cá này. 400k một đôi. Pedal hàng vừa vừa tiền của Nhật này, xe Nhật này, xe đạp Nhật này. 100k một đôi. Vâng. 100k một đôi. Hàng vừa tiền này của Nhật này các bác nhá. Pedal này. 100k một đôi. 100k. Một đôi nhá các bác nhá. Cực kỳ là ngon, đẹp luôn các bác ạ. 100k một đôi. Tiếp theo này. Xả kho cho các bác luôn này. Vâng, yên béo xịn có đèn. Yên béo xịn có đèn các bác ơi. Đây các bác ơi. Yên béo xịn có đèn xả kho cho các bác với giá là 200k một chiếc. Loại này là cực kỳ là xịn nhá các bác nhá. Có đèn này các bác này. Mà êm lắm. Có ranh giữa nhá. 200k một chiếc. Yên béo xịn có đèn. Các bác nhá. Đệm yên xương cá. Vâng. Đệm yên, bọc yên, áo yên xương cá. Xả kho cho các bác với giá là 50k một chiếc. 50k một chiếc. 50k một chiếc, xả kho nghỉ bán. Túi này, túi xịn này, túi xịn to này. Đấy, túi này thì quá là xịn rồi. Vân carbon này. Đấy. Đường gai rất là đẹp luôn này. Carbon, vân carbon toàn thân luôn này. Túi to này. Rất to luôn này. Điện thoại này. Túi này xả kho cho các bác với giá là 190k. Túi này là 250k nhá. Xả kho cho các bác với giá là 190k. Giá thanh lý siêu thị Nhật. Vâng. Đèn tròn. Vâng. Đèn tròn. Cọc yên. Đèn cảm biến tròn cọc yên. Đèn tròn cảm biến cọc yên. Thanh lý đèn Q5. Lên tới tận Q5. Thanh lý cho các bác. Xả kho nghỉ bán cho các bác với giá chiếc đèn này
là 100 100 160k. Vâng, 160k. 160k, 160k nhá các bác nhá, 160k. Quá là ngon và rẻ, ngon bổ rẻ, đẹp chưa? Đẹp nhất thế giới. Vâng, Q5 đèn cao cấp Nhật về. 160k, đèn này các bác sử dụng dùng khoảng tầm 10 năm chưa hỏng. Đấy. Các bác nào đi qua kênh thì ủng hộ kênh và nhặt được các món gì mà giá rẻ thì các bác cứ nhặt cho em nhá. Ok các bác, cảm ơn các bác và xin chào, hẹn gặp lại các bác.